Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ tư tổ chức tại Cần Thơ ngày 27-28 tháng 11 năm 2020, mang đến nhiều nội dung thu hút sự quan tâm của các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ qua 7 phiên khoa học với gần 70 báo cáo xoay quanh các chủ đề: chăm sóc thẩm mỹ da cho bệnh nhân viêm da cơ địa, sẹo xấu và trứng cá, tóc và móng, mạch máu, rám má, lão hóa da, thẩm mỹ nội khoa và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, v.v. Thế thì đây là cái hội nghị để các bác sĩ trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ cũng như về cập nhật các nghi thức mới nhất trong vấn đề làm đẹp lần này. Đây là một trong những ý nghĩa mà thiết thực đưa lại trong cái hội nghị lần thẩm mỹ lần thứ tư. Và đặc biệt hơn nữa là ở cái hội nghị lần này, ngoài cái việc nghe nhìn ra, bác sĩ cũng như các vị quý vị đại biểu có thể mục sở thị thấy các cái demo để thực hiện ngay trên bệnh nhân. Những hội nghị trước thì gần như không có, mà thế giới cũng không có cái demo như thế này. Chứ hội nghị lần này rất nhiều, mang đến rất nhiều các cái kỹ thuật mới, an toàn, hiệu quả và lần đầu tiên áp dụng Việt Nam. Ví dụ như là đo pH da để biết được cái tuýp da và pH của da của mỗi bệnh nhân trước khi làm đẹp, để sử dụng các cái thuốc như thế nào, tiêm những cái gì, uống cái thức gì hoặc can thiệp như thế nào để cho bệnh thì nó chóng khỏi, mà đã đẹp rồi thì đẹp thêm cho nó hiệu quả nhất và ít tai biến nhất. Viêm da cơ địa này thì sắp tới đây sẽ đưa vào những cái thuốc mới nhất, hiện đại mới nhất, đó là thuốc sinh học. Và cái mới nhất ở đây ở trong hội nghị thẩm mỹ lần này đó là cấy tế bào sắc tố tự thân để điều trị bạch biến. Đây là một trong những kỹ thuật mà thế giới đã làm rồi nhưng Việt Nam là ta lần đầu áp dụng và rất là hiệu quả. Điểm nhấn của hội nghị năm nay là 6 tiết mục trình diễn các kỹ thuật mới nhất về thẩm mỹ. Đó là các phiên demo cấy chỉ làm đầy khóe miệng, rãnh cười, lăng kim kết hợp sử dụng các sản phẩm của Bioderma trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ, điều trị tăng tiết mồ hôi và mồ hôi có mùi dưới cánh tay, v.v. Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc được tổ chức hàng năm là một trong những sự kiện chuyên môn nổi bật nhất của chuyên ngành da liễu thẩm mỹ. Hơn 500 đại biểu tham gia hội nghị toàn quốc lần thứ tư đã có cơ hội học tập, nắm bắt những xu thế mới, quan điểm mới về thẩm mỹ trong da liễu tại Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, sự kiện cũng tạo ra sân chơi, môi trường thuận lợi để tăng sự kết giao, hợp tác giữa tất cả những người làm việc trong ngành da liễu thẩm mỹ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.